Thầy nằm như bãi biển nhỉ, có cả cái mũ bảo hiểm ở trên đầu luôn. Cẩn thận đấy. Tiếp tục trò chơi đi, tạm dừng anh đi ra đây, em lại tạm dừng đấy. Em tạm dừng rồi. Chơi trò chóng mặt vậy. Uầy, sao các bạn làm việc của Yến nó nhiều thứ đấy. Vâng anh ơi, em có đánh event đúng không nhỉ? Ai mà chả đau hả em? Thế thì mai thứ 5 tập quay em đi đi Sô Chu rồi. Được. Ừ. Biết cả Sô Chu. Em định mang đi thôi. Mai thứ 5 rồi. Mai đã thứ 5 rồi, sắp biết một tuần rồi. Dù một đá mong hết quá nhỉ. Xem dù ngoài cơ thể của em có vừa em nữa. Anh bắt buộc tắt đường, anh em thì bắt đầu từ 6:35 nhá. Tắt đường. Anh ấy mua cái burpee này mà. Này lấy burpee cả. Ui, sao em độc ác thế hả? À, xả châu, sao em độc ác thế? Sao được mẹ được một hôm em đến sớm mà em độc ác thế? Cái này. Ui, hết mẹ pin rồi. À được, vẫn còn. Em được một hôm đến muộn mà đi sớm mà em cứ bảo là cho tất cả mọi người burpee. Ui, chân xôi. Review house. Chân xôi. Trần Xôi có cái áo đẹp đấy, size gì đấy? Anh chưa, con có bạn login chưa login vào lớp này anh ạ. Rồi anh không slide như thế đâu. Có anh cho em. Anh ạ, đây này, em cũng nhìn anh roll anh cũng. Thật ngã con trai. Em sẽ hướng dẫn thêm mọi người một cái lựa chọn để passing nhá. Bởi vì không phải ai cũng có một cái thăng bằng tốt để vào đi slide xong rồi trượt tay vào. Nên từ đây sau khi có double under, cố gắng kéo bạn tập của mình lên cao như thế này. Ok, để cho cổ bạn tập sẽ luôn có xu hướng bị gập. Em dùng mình dùng tay trái thì mình cũng sẽ kết nối vào vai trái của bạn tập. Ok, từ đây này, mọi người xoay đồng thời dùng vai áp lực. Ok, nếu từ đây này mà trong khi roll bạn tập mình không có động thái gì, mọi người hoàn toàn có cơ sở để kết nối tay và phần vai còn lại. Ok, dùng phần củ trỏ mà gần này, cắt xuống. Ok, cắt lên. Mọi người có paper cutter hoặc để an toàn hơn lại di chuyển vào side control. Ok. Hôm nay là ngày quá là mệt cho Cát Tùng và Tùng Phan. Cát Tùng và Tùng Phan đang phải giảm cân, tắt nước. Thank you.
Tốt quá này. Okay, make a circle, please. Vòng tròn. Okay, vòng tròn. Okay. Okay, cảm ơn mọi người vì đến tập đầy đủ nhá. Trong thời điểm này mọi người cố gắng đi tập đều, đầy đủ. Ok. Xuân Anh, nói gì không anh? Cảm ơn mọi người. Os. Hẹn mọi người thứ 6 nhá. See you on Friday. Ok, see you guys. Os. Ok. Thanks. Thank you, bro. Os. Thank you. Thank you, man. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thank you, John. Thank you, Lan. Os, cảm ơn anh. Os. Cảm ơn anh. Os. Thanks, bro. Thank you. Good to see you. Os.